Bộ Lao động và Viện Hàn Lâm Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo nêu rõ bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc với visa E9 diện lao động phổ thông sẽ chỉ được phép thay đổi nơi làm việc trong cùng khu vực với nơi làm việc cũ. Để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực, chính phủ Hàn Quốc đã tăng số lượng lao động nước ngoài được cấp phép thông qua hệ thống cấp phép việc làm trong năm nay lên 110.000 người, số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Thông báo được đưa ra sau phiên họp thứ 38 của Ủy ban Chính sách Lao động nước ngoài. Theo hệ thống hiện tại, người lao động có thể thay đổi nơi làm việc đến bất cứ khu vực nào tại Hàn Quốc, chỉ cần đáp ứng điều kiện là công ty mới phải trong cùng ngành, lĩnh vực với nơi làm cũ. Tuy nhiên, điều này được nhận định là đã góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân lực cục bộ do sự di chuyển của người lao động tập trung về khu vực đô thị. Số liệu thống kê cho thấy, có 31,5% lao động người nước ngoài đã thay đổi nơi làm việc được phân công ban đầu sang nơi làm việc khác trong vòng một năm sau khi nhập cảnh. Do đó, theo luật cải cách, bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc diện visa E9 sẽ chỉ được cấp phép thay đổi nơi làm việc trong cùng khu vực với nơi làm việc trước đây, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như ngành công nghiệp đóng tàu đang ở trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, thì người lao động nước ngoài có thể thay đổi nơi làm việc khác khu vực. Bên cạnh việc hạn chế quyền thay đổi nơi làm việc, chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra kế hoạch cung cấp nhiều lợi ích cho người lao động người nước ngoài làm việc lâu dài, gắn bó với một công ty. Ngoài ra, tiêu chuẩn về chi phí ăn ở cho người lao động nước ngoài cũng sẽ được thiết lập thông qua tham vấn giữa các bên, do hiện tại đang có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực và nhiều chính sách khuyến khích khác nhau như tăng giới hạn tuyển dụng cho những công ty tại khu vực đã có cơ sở ký túc xá cho công nhân. Ngày 6 tháng 7, công ty Ocean Gate có trụ sở tại Mỹ đã thông báo đình chỉ mọi hoạt động vô thời hạn sau thảm kịch tàu lặn Titan của công ty này bị nổ trong quá trình thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy tại Tây Dương. Trong thông báo trên trang web, Ocean Gate cho biết công ty đã đình chỉ mọi hoạt động nghiên cứu và thương mại khoảng 2 tuần sau khi xảy ra thảm họa tàu lặn Titan phát nổ, khiến toàn bộ 5 người có mặt ở khoang tàu thiệt mạng. Tàu lặn Titan mất liên lạc từ ngày 18 tháng 6, gần 2 giờ sau khi rời tàu chở hàng Polar Prince treo cờ Canada và bắt đầu hành trình thám hiểm xác tàu đắm Titanic. Ngày 22 tháng 6, USCG xác nhận tàu Titan đã bị ép nát và nổ tung dưới đáy biển. 5 người trong khoang thiệt mạng, trong đó có giám đốc điều hành của Ocean Gate, ông Stoughton Rush. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488 mét. Theo các chuyên gia, con tàu này đã bị nghiền nát do áp suất nước khổng lồ ở độ sâu gần 4.000 mét, khiến các nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Nhưng hiện chưa rõ đây là do trục trặc kỹ thuật của tàu hay thao tác sai của con người. Tuần trước, các đội thợ lặn đã tiến hành trục vớt mảnh vỡ của tàu lặn Titan, trong đó có các phần thi thể được cho là của các nạn nhân. Mảnh vỡ này đã được đưa về cảng St. John's, Newfoundland, phía đông Canada. Hiện lực lượng tuần duyên Mỹ và giới chức Canada vẫn đang mở các cuộc điều tra riêng rẽ, nguyên nhân dẫn tới thảm kịch nổ tàu lặn Titan. Kể từ khi xác tàu Titanic được tìm thấy vào năm 1985, nhiều du khách và những thợ lặn chuyên nghiệp đã tham quan xác tàu với chi phí đắt đỏ. Để được tận mắt ngắm xác tàu Titanic, một du khách phải chi 250.000 đô la Mỹ cho Ocean Gate theo mức giá công bố năm ngoái. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 7, OpenAI thông báo mở rộng tính khả dụng GPT-4, mô hình tạo văn bản mới nhất của công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo này thông qua giao diện lập trình ứng dụng API. Theo thông báo từ chiều 6 tháng 7, tất cả các nhà phát triển API OpenAI hiện tại có lịch sử thanh toán thành công đều có thể truy cập GPT-4. Dự kiến công ty sẽ mở quyền truy cập cho các nhà phát triển mới vào cuối tháng 7, sau đó bắt đầu tăng giới hạn khả dụng, tùy thuộc vào tính khả dụng của máy tính. GPT-4 là phiên bản mới nhất của hệ thống mô hình ngôn ngữ của OpenAI, được cho ra mắt từ tháng 3 năm 2023. Phiên bản trước đó đã hỗ trợ ChatGPT khi chatbot này ra mắt vào tháng 11 năm 2022. GPT-4 có thể tạo văn bản cũng như chấp nhận văn bản và hình ảnh nhập vào mô hình. GPT-4 được đào tạo bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn công khai, bao gồm cả từ các trang web công cộng, cũng như dữ liệu mà OpenAI được cấp phép. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, một sàn giao dịch bất động sản, chính chủ, liên tục cập nhật và hoàn toàn miễn phí, tăng khả năng tiếp cận nhanh chóng, chính xác với khách hàng. Kết nối trực tiếp với chủ nhà, liên hệ ngay hôm nay với chúng tôi để đăng tin giao bán miễn phí bất động sản trong các bản tin phát sóng hàng ngày trên sóng truyền hình và các hạ tầng số của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Gọi ngay hotline 0879 828282 hoặc nhắn tin qua fanpage
VOVTV Money Daily.